theo dõi cái bài học tiếp theo nè. Hôm trước chúng ta đang nói về cái phương pháp nghiên cứu cái môn tư tưởng Hồ Chí Minh này. Thế thì khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái phương pháp luận của nó. Và cái phương pháp luận thì hôm trước tôi đã phân tích rồi để cho chúng ta thấy là nó có những cái năm cái phương pháp luận cơ bản sau. Thứ nhất là nó thống nhất giữa tính đảng và tính khoa học, nó thống nhất cái tính lý luận và tính thực tiễn, nó thống nhất cái quan điểm lịch sử với lại cái cụ thể, rồi phải có cái quan điểm là toàn diện và hệ thống, rồi có cái quan điểm kế thừa và phát triển, đúng không? Đó là năm cái phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế nếu như mà chúng ta không làm theo những cái này thì chúng ta vẫn có những cái kết luận về về Hồ Chí Minh vậy, nhưng mà nó không chắc chắn, nó không chặt chẽ. Và như vậy nó không phản ánh đúng cái thực chất hay là cái bản chất của cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy cho nên là cần phải có những cái sự thống nhất chặt chẽ, những cái phương pháp luận như vậy để cái việc nghiên cứu của chúng ta nó được có kết quả tốt hơn. Thế còn phương pháp cụ thể thì chúng ta thấy là người ta sẽ có những cái phương pháp, sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau. Thế nhưng mà ba cái phương pháp sau đây nó được sử dụng nhiều hơn. Thứ nhất đó là phải kết hợp giữa cái phương pháp lịch sử với lại cái phương pháp logic. Khi mà chúng ta nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đương nhiên chúng ta sẽ thấy là tiếp cận với lại những vấn đề mà Hồ Chí Minh đã nói, đã làm, đã phát biểu ở chỗ này, ở chỗ kia, ngày nào, giờ nào, nói với ai. Thế thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Khi nói về cái quan điểm của Hồ Chí Minh thì chúng ta không thể nào mà lại không nhắc đến các sự kiện. Nhưng chúng ta không nên quá coi quan trọng hay là quá xa lầy vào những cái sự kiện. Bởi vì những cái sự kiện của một con người, của một cái cuộc cách mạng, của một cái quá trình cách mạng thì nó nhiều lắm. Cho nên cái việc mà chúng ta đi xa vào những cái vấn đề chi tiết của lịch sử ấy, thì nó không phải là một cái vấn đề mà chúng ta cho rằng đấy là cái cách tốt nhất. Vì thế cho nên chúng ta phải kết hợp được giữa cái lịch sử, cần phải có một cái liều lượng lịch sử thích hợp, nhưng đi kèm với nó là phải sử dụng cái tư duy logic của chúng ta để sâu chuỗi nó lại, những cái sự kiện như thế, ở chỗ này một chút, ở chỗ kia một chút, thế thì cuối cùng nó là cái gì, nó phản ánh được cái gì ở trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó. Và những cái tư tưởng đó nó có cái giá trị như thế nào đối với lại cái việc mà chỉ đạo cái sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam đó, nó đem lại cái gì trên thực tế cho cái sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam đó. Chứ không phải là chỉ là kể lể những cái chi tiết, những cái sự kiện lịch sử đó. Và phải thông qua cái sự kiện lịch sử đó để cho chúng ta tìm ra được cái ý nghĩa và cái giá trị của cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kết hợp giữa cái nghiên cứu văn bản với lại nghiên cứu thực tiễn. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ có nghiên cứu văn bản như tôi đã nói thì nó nhiều lắm. Là 15 bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Đó là những cái bài nói, những cái bài viết, những cái bài báo của Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà như vậy thì nó cũng không đủ. Dù là 15 tập hay là đến sau này mà có tìm ra đến 20 tập đi chăng nữa thì cũng không đủ. Bởi vì những cái vấn đề của một cái cuộc cách mạng thì nó không phải nó chỉ dừng lại ở trên giấy tờ. Nó không phải nó chỉ thể hiện ở trong cái lời nói. Và lời nói đó là những cái tổng kết của chúng ta. Thế còn cái thực tiễn cách mạng thì nó sinh động hơn. Cho nên phải đi gắn liền với lại cái nghiên cứu thực tiễn nữa.
Đấy, thế thì cái sự nghiệp cách mạng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ thấy là nó là một cái sự thể hiện của tư tưởng Hồ Chí Minh trên thực tiễn, nó sẽ phong phú hơn rất nhiều. Đấy. Và chúng ta sẽ thông qua cái việc mà nghiên cứu những cái thực tiễn của lịch sử Việt Nam để cho chúng ta tìm ra, rút ra được những cái tư tưởng của Hồ Chí Minh ẩn giấu ở trong những cái công việc đó, trong những cái kết quả của của những cái sự việc mà cách mạng Việt Nam đã làm. Ví dụ như chúng ta cứ nhìn đi, ngày nay ở Việt Nam của chúng ta cái tình trạng mà mù chữ nó không còn. Có thể nói là khó kiếm được một cái người mù chữ ở trong cái xã hội hiện nay của chúng ta. Vốn chúng ta không phải là một cái nước mà đã phát triển, có những cái điều kiện để mà chi cho cái việc học tập như là những cái nước khác đâu. Thế nhưng mà cái với lại một cái tinh thần hiếu học, với một cái sự quan tâm đến cái việc học hành của nhân dân, chúng ta lại phát triển ở những cái vùng sâu, vùng xa, điện, đường, trường trạm. Chúng ta tạo những cái điều kiện để cho nhiều người được học tập hơn. Thế thì chúng ta có thể nói là đấy là cái tư tưởng của Hồ Chí Minh để làm cho ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cho nên ngày nay chúng ta sẽ thấy được rằng chúng nhờ cái thực tiễn đó nó sẽ nói lên được rằng là ở Việt Nam cái sự nghiệp cách mạng giải phóng nhân dân, giải phóng con người nó đi vào cái thực tế. Chứ nó không dừng lại ở lý thuyết, không phải là Hồ Chí Minh nói được bao nhiêu những câu từ mà nói đến cái chuyện học hành, mà cái vấn đề là nó được thể hiện là cho đến ngày nay ở Việt Nam cái sự nghiệp giáo dục hay là cái mặt bằng dân trí của chúng ta nó như thế nào. Đó. Đấy, cái đó để mà nói lên được rằng là như vậy là tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thể hiện trên hiện thực, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó. Thế còn tất nhiên nếu mà chúng ta so sánh ở cái chỗ mà những cái trường đại học danh tiếng, nổi tiếng ở trên thế giới, thì chúng ta có thể nói là ở Việt Nam chúng ta chưa có những cái trường đại học nào nổi tiếng như là ở một số nước tiên tiến họ đã có. Thế nhưng chúng ta có thể tự hào được rằng là ở Việt Nam của chúng ta cái người mà được đi học nó không thua với bất cứ một cái nước tiên tiến nào ở trên thế giới này. Họ có thể họ có những cái đỉnh cao về cái việc học hành và nghiên cứu khoa học, song nếu mà nói về cái mặt bằng dân trí của họ thì chúng ta thấy sẽ có, thậm chí là có những cái quốc gia có vẻ như là tiên tiến nhất thế giới đó, thì cái mặt bằng dân trí của họ nó có rất là nhiều điều hỏng, khiếm khuyết. Ở trên mạng nó có một cái clip vui, không biết là tính chân thực của nó đến cỡ nào. Nó đưa ra một cái vấn đề là liệu người Mỹ có thông minh. Đó. Thế thì như vậy là nó đi nó phỏng vấn người Mỹ về bất cứ một vấn đề gì mà nó nghĩ ra. Thí dụ như nó hỏi một người Mỹ là như vậy là ở con người có mấy trái thận. Thế thì có những người Mỹ trả lời là tôi không biết. Có những người Mỹ trả lời rằng là 3 cái hoặc là 1 trái. Và thậm chí hỏi những cái chuyện rất là đơn giản là một cái tam giác thì nó có mấy góc, mấy cạnh. Và sẽ có những người Mỹ trả lời là tôi không biết. Đó, thế thì như vậy là có những cái chuyện rất là đơn giản nhưng mà người ta không trả lời được, thì cái đó nó thể hiện ở cái mặt bằng dân trí, và hẳn nhiên là những người đó là những cái người không đi học thì mới không trả lời được những cái vấn đề rất là bình thường như thế. Thế còn ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là cái số người được đi học từ ở nông thôn cho đến thành thị thì khỏi cần nói rồi, ở nông thôn những vùng sâu vùng xa thì cái số người đi học là rất nhiều.
Ở đây là do cái sự cố gắng của một cái chính quyền, của một cái nhà nước nha, quan tâm đến cái chuyện học hành. Thì đấy là cái thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Và ngày nay chúng ta tiếp tục xây dựng đất nước, đổi mới đất nước trên cái nền tảng là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chứ chúng ta đổi mới, chúng ta không thể làm thay đổi cái đó. Mục đích của Hồ Chí Minh là làm cho nước được độc lập, làm cho nhân dân của chúng ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó, thế thì cái đổi mới đất nước ngày nay của chúng ta là làm sao để cho những cái đó nó đi vào thực chất. Cái thời đại ngày nay là cái thời đại mà chúng ta thấy là nó cho phép chúng ta có thể giải quyết cái ăn, cái mặc, cái đi lại, cái học hành của nhân dân tốt hơn so với bất cứ thời gian nào trước đây. Thế thì ngày nay chúng ta đổi mới đất nước thì làm sao đó để cho chúng ta phát huy được những cái thế mạnh vốn có của một cái đất nước, của một cái sự nghiệp cách mạng mà được dẫn dắt bởi chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó. Và như thế thì chúng ta thấy là ở Mỹ người ta làm cái gì không biết, nhưng mà người ta dẫn dắt bởi những cái tư tưởng tư sản. Và những cái tư tưởng tư sản, người ta thấy những cái gì có lợi cho cái chế độ của người ta thì người ta làm. Thế còn những cái gì người ta thấy rằng nó không có lợi cho cái chế độ của người ta thì người ta không làm cái chuyện đó, chuyện của người ta. Thế còn ở đây chúng ta thấy cái chế độ của chúng ta là cái chế độ của dân, vì dân, do dân. Cho nên Hồ Chí Minh nói là cái gì á có lợi cho dân thì dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải làm. Có đắt đến mấy chúng ta cũng phải bỏ tiền ra để mà thực hiện. Và vì cái lợi ích của nhân dân như thế, cho nên chúng ta phải huy động toàn bộ cái sức người, sức của và tập trung tất cả cái sự chỉ đạo của đảng hay là của chính phủ vào trong cái việc là giải quyết, thực hiện được cái mục tiêu của cách mạng Việt Nam là làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập và ngày càng thể hiện được cái sự độc lập của mình. Đó. Thí dụ như kê chúng ta nghe cái bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy là chúng ta công khai chúng tôi là nước xã hội chủ nghĩa, đúng không? Và cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái nước Việt Nam độc lập, hòa bình. Và chúng tôi sẽ làm, sẵn sàng làm cái đối tác tham gia vào những cái mối quan hệ quốc tế trên cái nguyên tắc độc lập, hòa bình và tiến bộ. Đúng không? Và dứt khoát chúng tôi không có chọn phe, chúng tôi chọn lẽ phải. Mọi người muốn chúng tôi phải đi theo với phương Tây để mà trừng phạt Nga. Nhưng mà chúng tôi có trừng phạt hay không thì phải dựa trên cái lẽ phải để chúng tôi thực hiện. Chúng tôi phản đối chiến tranh. Đúng không? Một cái cuộc chiến tranh ở bất cứ chỗ nào, đấy là lẽ phải, chúng tôi phải phản đối. Chúng tôi là những người hiểu biết được về cái chuyện mất mát của chiến tranh. Trên thế gian này người ta không có đồng tình với cái chuyện chiến tranh xâm lược, nhưng chúng tôi cũng không bao giờ lại đi theo chọn phe, đứng về phe này để chống phe kia, bởi vì chúng tôi sẵn sàng làm bạn với tất cả, đúng không? Làm đối tác tin cậy với tất cả mọi quốc gia. Chúng tôi không thể đứng về phe này, đi theo phe này để tấn công phe kia. Thế còn hiện nay trên thế giới đang có một cái công chuyện là đi kết phe. Đấy. Và từ xưa đến giờ họ cũng đã từng kết phe. Mỗi khi họ muốn đánh ai một cái thì họ xúm lại, họ kết thành phe. Và họ tuyên bố rằng ai không theo họ, ai không đi theo họ thì họ sẽ đánh, họ sẽ chống lại cái người đó. Thì họ đã từng làm như thế rồi. Và họ không tha bất cứ cái gì cả. Họ chỉ có điều là họ chưa sử dụng đến cái vũ khí hạt nhân để họ răn đe nhau thôi.
Đó. Thế thì chúng ta xem cái phe ở trên này ngày nay nó là như thế, cho nên chúng ta không muốn kết phe là vậy. Phe mà làm cái đúng thì không nói gì, còn ở đây một cái việc không có đúng đổ dầu vào lửa mà đi theo cái phe đổ dầu vào lửa thì chúng ta không làm, chúng ta không đi theo cái phe đó được. Thế cho nên chúng ta phải kiên trì, chúng ta bảo vệ, và khi chúng ta dám đứng trong những cái diễn đàn tại nước Mỹ, có tổng thống Mỹ, có các quan chức của Mỹ, có những cái người đứng đầu nước Mỹ ở đó, chúng ta tuyên bố như thế là thể hiện cái sự độc lập của chúng ta. Vì cái lợi ích của Mỹ, có thể Mỹ đi theo một phe nào đó. Đúng không? Chúng ta vẫn chơi với Mỹ, vẫn coi Mỹ là vẫn xây dựng cái mối quan hệ đối tác tin cậy toàn diện với Hoa Kỳ. Chúng ta tuyên bố thẳng như thế. Và chúng ta vẫn đánh giá là như vậy, là ngày nay trong cái mối quan hệ quốc tế thì Việt Nam coi trọng, rất là coi trọng cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Nhưng không phải là Hoa Kỳ làm gì thì chúng ta sẽ phải làm theo. Đúng không? Đó. Thế thì như vậy là thể hiện được rằng cái bản lĩnh của một cái quốc gia độc lập. Dám ăn, dám nói, dám chịu, dám làm. Và có khả năng làm. Chúng ta không kết phe. Thế nhưng nếu như chiến tranh mà xảy ra với chúng ta thì chúng ta xử lý thế nào? Thì chúng ta đã trả lời rồi. Nha. Chúng ta bảo vệ và giữ gìn cái độc lập của chúng ta là bằng sức mạnh của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của những cái điều kiện thực tế của Việt Nam. Thế còn anh em bè bạn thế giới giúp chúng ta được chừng nào thì quý chừng đó. Không giúp, chúng ta vẫn phải làm, bởi vì đó là công việc của chúng ta. Đó. Thế thì đây, cái bản lĩnh của người Việt Nam là như thế. Chúng tôi làm, chúng tôi hoan nghênh trong những lúc chúng tôi gặp những khó khăn, chúng tôi mong muốn mọi người giúp đỡ. Nha. Xong chúng tôi cũng khẳng định là chúng tôi có đủ khả năng để chúng tôi giải quyết. Chứ không phải là chúng tôi muốn nhận được cái sự giúp đỡ của người này người khác thì chúng tôi phải kết phe, phải đi theo phe này phe kia. Đó, thế thì cái đó là thể hiện một cái nước Việt Nam độc lập nha các em. Thì mà như vậy là muốn làm được cái đó, muốn thể hiện được cái độc lập đó thì chúng ta phải có thực lực. Cho nên cái hoàn cảnh đất nước, một cái đất nước 96 triệu dân. Với cái quy mô kinh tế hiện nay của chúng ta đã cho phép chúng ta có một cái năng lực độc lập khác hẳn với bất cứ một cái giai đoạn nào của đất nước trước đây. Cho nên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta trả lời là chưa có bao giờ đất nước của chúng ta lại đứng trước những cái vận hội, đứng trước những cái có được những cái năng lực như là hiện nay. Thế thì cái điều đó đúng thôi. Các em thấy từ cái chỗ Việt Nam của chúng ta thiếu lương thực, không có đủ lương thực mà ăn. Đến ngày nay chúng ta có đủ lương thực để giải quyết cái đảm bảo được cái an ninh lương thực. Đồng thời chúng ta sẽ có được một cái số lương thực dồi dư để chúng ta đem đi xuất khẩu. Và các em biết là trong 2 năm vừa qua là chúng ta thấy dịch bệnh như thế, nhưng chúng ta đảm bảo được rằng là cái lương thực của chúng ta là đảm bảo. Đúng không? Không có ở chỗ nào vì dịch bệnh ngưng sản xuất mà dân ở đó không có gạo ăn. Các em thấy là nhớ là cứ mỗi lần chúng ta chuẩn bị đóng cửa một cái là chúng ta tuyên bố, chính phủ của chúng ta tuyên bố là cái thị trường, cái hàng hóa của chúng ta sẽ không đảm bảo cung ứng, đáp ứng mọi cái nhu cầu của nhân dân, và tuyên bố rằng không có sợ thiếu. Đó. Chúng ta biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta lúc đó là còn là Thủ tướng chứ chưa có là Chủ tịch nước ấy.
tuyên bố rằng ở chúng ta là một Việt Nam, là một cái nước chúng ta xuất khẩu lương thực, mà người dân tại sao mà lại phải đi gom lương thực về để cất tích trữ ở trong nhà làm gì? Đó, chúng ta là một cái nước mà thừa lương thực cái này. Ở đâu người ta có thể không có lương thực, ở đâu người ta có thể thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng ở Việt Nam chúng ta đảm bảo là những cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhân dân là không thể thiếu. Đó. Thế thì cái đó cũng thể hiện được rằng cái bản lĩnh, cái năng lực độc lập của chúng ta xét ở trên một cái góc độ hẹp hơn, đó là độc lập để giải quyết những vấn đề của dịch bệnh. Đó. Nước ngoài, chúng ta kêu gọi sự giúp đỡ của nước ngoài, đúng không? Chúng ta nhận bất cứ một cái sự giúp đỡ nào của bạn bè trên thế giới, xong rằng nếu như không có đi thì chúng ta cũng có những cái cách để cho chúng ta xử lý. Thế nhưng mà cũng rất may là các em thấy rằng thế giới người ta cũng ủng hộ Việt Nam, người ta cũng chung tay đóng góp để giải quyết những cái vấn đề dịch bệnh ở Việt Nam. Thí dụ như mới đây là chúng ta thấy là Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng Hoa Kỳ đã giúp chúng ta khoảng 40 triệu liều mà thuốc ngừa COVID. 40 triệu. Thế thì đây là chúng ta thấy là rất là đáng kể chứ không phải không. Thế và nguyên tắc thế giới thì chúng ta thì các em cũng biết rồi. Khi mà người ta giúp chúng ta đó thì chúng ta cũng có trách nhiệm là làm một cái gì đó đối với họ. Và miễn làm sao mà nó là không có hại đến ai, mà làm những cái công việc đó tốt đẹp cho nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ làm. Thế còn nếu mà vì cái đó mà lôi kéo chúng ta vào phe chống lại người này chống lại người kia thì chúng ta không tham gia. Đúng không? Chúng ta không tham gia, chúng ta thể hiện cái tính độc lập của chúng ta là ngoại giao đa phương và sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy vì tôn trọng cái độc lập của nhau. Đó. Thế thì như thế là chúng ta kết hợp cái phương pháp nghiên cứu các văn bản, không phải là chúng ta chỉ đọc ở trong những cái bài nói bài viết của Hồ Chí Minh trong cái bộ Hồ Chí Minh toàn tập rồi chúng ta bằng lòng với những cái đó, mà chúng ta còn đối chiếu nó ở trên thực tiễn của cách mạng Việt Nam từ xưa đến nay, xem có đúng là giữa cái lời nói, giữa cái những cái viết của Hồ Chí Minh nó phù hợp với lại những cái gì mà cách mạng Việt Nam nó đã được diễn ra hay không. Thì như vậy là đó là cái thứ hai, cái cách thứ hai, hay là gọi là cái phương pháp thứ hai. Ở đây tôi nói những cái phương pháp này để cho chúng ta xem là người ta nghiên cứu Hồ Chí Minh rất là công phu, chứ không phải là người ta chỉ lấy một cái bài viết của Hồ Chí Minh ra rồi người ta đinh ninh, người ta giải thích rằng là cách mạng Việt Nam hay là tư tưởng Hồ Chí Minh nó là như thế. Đúng không? Mà người ta còn phải đối chiếu giữa cái lời nói với lại cái việc làm, giữa cái lý luận và cái thực tiễn đã diễn ra như thế nào của cách mạng Việt Nam để người ta đi đến khẳng định được rằng cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó đúng là như vậy. Cái thứ ba, khi nghiên cứu cái tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể kết hợp với nhiều những cái lĩnh vực nghiên cứu khác nhau nhưng mà có liên quan. Thí dụ như chúng ta biết là trong cái giới mà làm văn học, nghệ thuật, người ta cũng biết Hồ Chí Minh, các nhạc sĩ cũng biết Hồ Chí Minh, các nhà thơ cũng biết Hồ Chí Minh, những nhà làm phim biết Hồ Chí Minh, những nhà viết kịch biết Hồ Chí Minh. Đúng không? Những nhà làm sử biết Hồ Chí Minh, những nhà nghiên cứu quân sự biết Hồ Chí Minh. Vậy thế thì những ai biết Hồ Chí Minh, những ai có thể nói được Hồ Chí Minh ở trong một cái phạm vi nào đó thì chúng ta sẽ kết hợp với họ, giữa những cái người mà chuyên nghiên cứu Hồ Chí Minh với lại những cái bộ phận có nghiên cứu về Hồ Chí Minh của các ngành, chúng ta phối hợp với nhau. Thí dụ như chúng ta tổ chức những cái cuộc hội thảo về Hồ Chí Minh đó, trong đó chúng ta có mời những nhà ngoại giao, chúng ta có mời những cái người Việt kiều, chúng ta có mời những cái người là nghiên cứu lịch sử của thế giới cũng như là của Việt Nam từ khắp nơi, thậm chí là những cái người nghiên cứu ở Việt Nam
những người Việt Nam, nhưng họ giảng dạy ở trong các trường đại học ở Mỹ. Đó, và họ cũng tâm huyết với lại những cái chuyên đề về Hồ Chí Minh. Đó, thế thì chúng ta có thể mời họ cùng hội thảo với chúng ta về một cái vấn đề gì đó. Có những cái vấn đề mà các em thấy được rằng cái việc mà giải quyết của chúng ta rất là khó khăn. Chúng ta thiếu kinh phí, chúng ta thiếu những điều kiện để đi lại. Và những cái nhà nghiên cứu của chúng ta có thể không có những cái có những cái chỗ chúng ta không thể tiếp cận được. Đó. Thế nhưng mà đối với lại những cái nhà nghiên cứu của quốc tế thì họ có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Nếu thế thì chúng ta có thể phối hợp với họ. Những cái người Việt Nam, những cái người Mỹ hay là những người Pháp, những người Anh, và họ cũng có những cái gọi là có những cái tâm huyết với lại những cái đề tài về Hồ Chí Minh. Thế thì chúng ta có thể kết hợp với lại các nhà sử học, các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động nghệ thuật để tham gia phối hợp với nhau để cùng hợp tác nghiên cứu về một những cái đề tài cụ thể về Hồ Chí Minh. Thế thì rõ ràng là ngày nay chúng ta có những cái điều kiện để mà chúng ta kết hợp giữa những cái phương pháp chuyên ngành với lại cái liên ngành. Thế thì mỗi cái ngành ở trong lịch sử người ta có những cái cách nghiên cứu của người ta. Ở trong cái giới ngoại giao họ có cái cách nghiên cứu của người ta. Và những cái người chuyên nghiên cứu về Hồ Chí Minh cũng có những cái cách thức nghiên cứu của mình. Thế thì bây giờ các cách thức hội thảo lại, kết hợp lại với nhau để cho các phương pháp này nó bổ sung cho nhau để nó cho chúng ta một cái chân dung về tư tưởng Hồ Chí Minh nó đầy đủ hơn, nó toàn diện hơn, nó nhiều góc cạnh hơn. Đó, thế thì như thế là các em sẽ thấy được rằng là khi nghiên cứu Hồ Chí Minh thì ở trên cái tầm quốc gia họ sẽ có rất là nhiều những cái cách thức để họ tiếp cận với lại cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên các em cũng yên tâm là tất cả những cái gì mà đã được công bố trong cái bộ Hồ Chí Minh toàn tập thì tất cả những cái đó thì các em thấy là đều thực hiện theo những cái phương pháp khoa học cả. Cho nên là nó đảm bảo về cái mặt là khoa học, nó chính xác. Đấy, thế còn những cái gì nó không cụ thể, nó không rõ ràng và chúng ta chưa xác định được những cái đó thuộc về Hồ Chí Minh thì chúng ta cứ bỏ ra ngoài, không có sao cả. Đấy, thế thì Hồ Chí Minh, cuộc đời của người của Hồ Chí Minh rất là phong phú và hoạt động trong những điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp. Cho nên chúng ta tin rằng vẫn có một cái phần nào đó của Hồ Chí Minh nó còn ẩn khuất. Nó còn bị cái điều kiện này, điều kiện kia che lấp. Chúng ta chưa biết hết. Và chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung cho những cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Bổ sung cho những cái mà chúng ta đã biết để làm cho cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó ngày càng rõ ràng, ngày càng đầy đủ. Đó. Và chúng ta cũng tin rằng ở cái con người này thì không có cái gì mà nó khuất tất hết. Đó. Và như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục tìm tòi, phát hiện, bổ sung. Và đối với lại những người nghiên cứu chuyên ngành thì chúng ta cũng yên tâm được rằng là những gì mà sau này mà các những cái người nghiên cứu tiếp theo họ tìm tòi, họ phát hiện, họ bổ sung thêm thì tin rằng đấy đều là những cái điều tốt. Bởi vì một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa như chúng ta đã kết luận thì chắc chắn những cái sản phẩm tư tưởng của họ đều có những cái mục đích, đều có những cái nội dung tốt đẹp. Mà chúng ta không ngại bất cứ một cái phát hiện mới nào về Hồ Chí Minh. Đúng không? Bởi vì không thể bản thân cái con người đó, bởi bản thân cái anh hùng giải phóng dân tộc ấy, thì không thể nào lại có những cái hành vi mà phản lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Đó là cái điều chắc chắn. Cái thứ hai là một cái danh nhân văn hóa, cho nên dứt khoát Hồ Chí Minh không thể có những cái hành vi
lại phản văn hóa, phản văn minh. Chúng ta cứ yên tâm như thế, ở những cái con người đó, họ có đầy đủ những cái năng lực phán đoán, phân tích, họ biết họ sẽ làm cái gì và họ không làm cái gì. Và chắc chắn rằng ở những cái con người như vậy, họ là ở cái tầm vĩ nhân, cho nên họ làm bất cứ cái gì nó đều có những cái suy nghĩ kỹ càng, trăn trở, chính đáng. Đấy. Cho nên cái việc mà nghiên cứu Hồ Chí Minh là cái việc chúng ta khuyến khích, chứ không phải là chúng ta sợ rằng là người ta tiếp tục rồi người ta phanh phui, người ta tìm ra những cái gì uẩn khuất ở trong đó của Hồ Chí Minh thì không có, đúng không? Bởi vì tất cả những cái gì chúng ta đã tìm, chúng ta đã hiểu được, Hồ Chí Minh là một con người mà đã được kết luận là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa rồi, thì chúng ta cứ hoàn toàn là yên tâm những cái gì chúng ta phát hiện sau này để làm rõ thêm, làm bổ sung thêm những cái anh hùng, những cái danh nhân văn hóa của Hồ Chí Minh mà thôi, chứ không có thể là đổi chiều được. Những cái phát hiện mới sẽ làm đổi chiều Hồ Chí Minh không còn là anh hùng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh không còn là danh nhân văn hóa nữa, thì sẽ không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta cũng sở dĩ nói cái ở đây để mà cho các em hiểu được rằng là trong phạm vi nghiên cứu, người ta không đóng cửa, người ta không cho rằng tất cả những cái gì người ta đã biết về Hồ Chí Minh là chấm hết, đúng không? Mà tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là những cái đề tài mở để cho chúng ta tiếp tục khám phá bổ sung. Và đây cũng là lĩnh vực mà rất là hấp dẫn để mà để thu hút những cái người có tâm huyết vào để nghiên cứu. Đó là chúng ta nói về cái phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Thế thì tôi nói với chúng ta rằng là cái việc nghiên cứu Hồ Chí Minh để cho nói lên được hết tất cả những cái tầm vóc quốc tế và cái tầm vóc của một cái con người anh hùng giải phóng dân tộc ấy, chắc chắn là không dễ. Không phải ai cũng làm được. Thế và như vậy thì muốn làm được thì họ phải có tâm huyết, phải có trình độ và có những cái đạo đức của những cái người nghiên cứu. Thế thì đây là ý kiến của một cái nhà khoa học, giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc. Chúng ta có thể lên mạng để tìm hiểu về ông này. Tiến sĩ Trần Trung Ngọc, đại học của một cái trường đại học của Mỹ ở cái bang Wisconsin. Wisconsin. Madison. Cái trường đại học Madison của cái bang Wisconsin. Đó, người Mỹ thì người ta gọi là Wisconsin. Cái âm của người ta, cái cách nói của người ta nó đi xuống Wisconsin. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta gọi là Wisconsin. Thì các em sẽ thấy là ông này là một giáo sư người Việt. Nhưng mà khi mà ông ta đi du học thì trước cái thời kỳ 1975 đến khi ông ta tốt nghiệp thì tốt nghiệp đại học đó thì ông ta cũng là cái thời điểm mà Việt Nam cái chiến tranh Việt Nam nó kết thúc. Và như vậy thì lúc đó cũng là một cái suy nghĩ của ông này, thì ông ấy nghĩ rằng ông ấy không về nước nữa mà ông ấy sẽ làm việc ở Mỹ. Ông sinh sống về Mỹ, lúc ấy là người ta chạy đi Mỹ, mà từ Việt Nam người ta chạy đi Mỹ, thì ông này là đang ở Mỹ rồi thì ông ấy không chạy về Việt Nam, đúng không? Và ông ấy ở lại Mỹ để ông ấy làm việc. Thế thì khi mà ông ta trở thành một cái giáo sư của một cái trường đại học rồi thì đây là cái điều kiện để cho ông ta đi mở rộng cái kiến thức của mình. Và một cái trăn trở của ông giáo sư này, một câu hỏi mà đã từ lâu ông đặt ra rồi ông không trả lời được, là Hồ Chí Minh là ai? Bởi vì những cái gì mà ông được giáo dục bởi
bởi cái chế độ, bởi cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì ông này là người của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà. Cho nên là khi mà ông ở Việt Nam thì ông nhận được cái nền giáo dục từ cái nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là Hồ Chí Minh là một cái người rất xấu. Thế nhưng mà khi mà ông sang Mỹ rồi, ông đọc sách báo ở nước ngoài thì lại không phải. Sách báo nước ngoài nó không nói Hồ Chí Minh xấu như thế. Mà sách báo ở nước ngoài nó rất là kính nể Hồ Chí Minh. Đó, thế thì Trần Trung Ngọc mới đặt ra vấn đề là vậy thì Hồ Chí Minh là ai? Và như vậy thì Trần Trung Ngọc đã bỏ ra một cái thời gian là 30 năm để tìm và muốn viết một cái gì đó về Hồ Chí Minh. Thế thì đấy là những cái mong muốn của ông. Nhưng rồi cuối cùng thì sau 30 năm, ông cảm thấy ông đã biết rất nhiều về Hồ Chí Minh, xong ông vẫn chưa có được một cái khẳng định rằng viết như thế là đúng với lại tầm cỡ của cái nhân vật này. Vì thế cho nên ông đưa cái trăn trở này cho báo Sài Gòn, cho báo Tuổi Trẻ của Việt Nam. Thế và báo Tuổi Trẻ Việt Nam thì căn cứ vào cái bài viết của giáo sư này và đặt lại cái tít là 30 năm tôi đi tìm Hồ Chí Minh. Đó là một cái bài báo ở trên báo Tuổi Trẻ của Việt Nam là 30 năm tôi đi tìm Hồ Chí Minh, tác giả là giáo sư Trần Trung Ngọc. Và như vậy thì trong đó nó có những cái đoạn viết như sau: viết về một nhân vật có tầm vóc quốc tế như Hồ Chí Minh có thể nói là không dễ đối với những người thuộc giới chống cộng, viết theo cảm tính, thù hận, vân vân, thì họ đưa ra những chi tiết lặt vặt cộng với xuyên tạc dựng đứng cho hả lòng thù hận thì có lẽ ai viết cũng được, không cần đến trí tuệ, không cần đến kiến thức, không cần đến trình độ và cũng không cần đến liêm sĩ. Nói tóm lại là viết để mà hạ nhục ông Hồ Chí Minh thì sẽ không cần bất cứ cái gì cả, miễn là to mồm, to miệng, dám chửi, dám nói bậy, dám dựng đứng, dám xuyên tạc, bất chấp luân thường đạo lý, thì họ cũng sẽ viết được thôi. Đó, cho nên rất dễ, không cần cái gì cả. Thế còn đối với người mà muốn viết một cách thực sự, thì giáo sư Trần Trung Ngọc viết như thế này: nhưng viết cho đúng với nhân cách, tài năng, tư tưởng và con người của Hồ Chí Minh thì quả thật là khó. Vì điều này đòi hỏi trước hết là một sự lương thiện trí thức, một sự hiểu biết đúng đắn về cuộc đời của Hồ Chí Minh và nhất là việc ông đã làm gì cho đất nước Việt Nam. Đó, thế thì đây là vấn đề rất khó. Có thể nói những cây bút chống cộng khó có thể hiểu được cái điều này. Không thể biết được rằng là Hồ Chí Minh đã làm được những gì cho cái đất nước Việt Nam. Bởi vì theo cái đầu của họ, họ bị nhiễm những cái gọi là những cái chất độc của một cái nền giáo dục sai trái, xuyên tạc. Cho nên họ nhìn về Hồ Chí Minh là sẽ lệch lạc. Bởi vì họ sự thực là họ không hiểu cộng sản là cái gì cả. Cứ cho rằng Hồ Chí Minh là cộng sản thì làm sao? Đúng không? Thế và như vậy những người chống cộng thì đưa ra lý do là cộng sản là xấu, cộng sản là vô thần. Thế thì vô thần không phải là xấu. Vô thần đó là một cái đặc tính cần thiết của một cái nhà khoa học. Anh muốn làm khoa học, trước hết anh phải là một người vô thần. Anh phải thoát ra khỏi những cái ràng buộc của thần thánh, anh mới có thể làm được. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn giải quyết những cái vấn đề của y học. Đó, thì một cái những cái công việc cụ thể của y học nó sẽ đụng đến con người. Và nếu như chúng ta cho rằng con người là một cái sản phẩm
bất di bất dịch của Thượng Đế thì chúng ta không thể làm thay đổi được con người. Chúng ta không thể làm được thay đổi. Nhưng mà rất tiếc là y học của chúng ta đã bằng những cái hiểu biết của mình, chúng ta đã giúp cho con người của chúng ta có những cái sự thay đổi theo những cái chiều hướng tích cực. Từ xưa đến giờ chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Và khi chúng ta đã làm như thế, làm được như thế, thay đổi cả số phận con người như thế. Thí dụ như là những cái ca mà song sinh có cơ thể dính với nhau, thế thì chúng ta đã thay mặt cho chúng ta đã làm được một cái công việc, đó là chúng ta đã sửa những cái khiếm khuyết của tạo hóa bị lầm, bị lỡ, sinh hai cơ thể nha, sinh ra hai cơ, cho hai cơ thể dính vào nhau, thì bây giờ chúng ta có thể sửa chữa cái đó, nhân danh khoa học mà chúng ta sửa chữa cái đó để mà đem lại một cái sự tốt đẹp cho những cái nhân vật của chúng ta. Thế thì như vậy rõ ràng là cái người vô thần ở đây muốn nói là một cái xu hướng là dám làm trái với những cái điều mà được cho là thần thánh nói. Đó. Đúng không? Thì những người vô thần đó, chúng ta thấy họ có cái điều gì để mà chúng ta đáng trách, đáng lên án, đáng nguyền rủa. Đúng không? Bao nhiêu những kẻ hữu thần, nhưng mà họ đang làm những cái công chuyện, những cái việc mà sai trái, gây những cái hậu quả đau thương cho loài người. Chúng ta thấy khi phát động một cái cuộc chiến tranh, một cái vị tổng thống của một cái quốc gia nào đó, họ vẫn có thể là những cái người theo đạo, những người có đạo, nhưng họ vẫn làm một cái công việc là phát động những cái cuộc chiến tranh, thậm chí là rải chất độc, ra lệnh để rải chất độc da cam lên đồng ruộng, lên con người ở Việt Nam. Thì những cái vị tổng thống đó, họ cũng là một cái con chiên ngoan đạo. Thế nhưng mà họ vẫn làm những cái việc đó. Thế thì phải chăng hữu thần là tốt, vô thần là xấu? Thế thì chúng ta thấy cái vô thần và cái hữu thần nó không liên quan tới cái chuyện xấu hay là tốt. Đó. Cho nên là chúng ta cũng đừng vì nói rằng ông Hồ Chí Minh, ông là cộng sản. Hồ Chí Minh đã từng làm một cái công việc trả lời với báo chí rằng cả cuộc đời tôi chỉ có làm một cái công việc, đó là tôi đấu tranh cho cái độc lập của Tổ quốc tôi, và tôi đấu tranh cho cái hạnh phúc của nhân dân tôi. Nếu như các ông bảo đó là cộng sản, thì tôi là cộng sản. Còn nếu các ông bảo như thế không phải là cộng sản, thì tôi không phải là cộng sản. Đó. Thế thì Hồ Chí Minh nói tôi chỉ có làm một việc đó thôi. Đó. Thế thì tùy các ông. Các ông bảo như thế là cộng sản, thì tôi là cộng sản. Và các ông bảo như thế không phải là cộng sản, thì tôi không là cộng sản. Thế thì như thế là chúng ta thấy là đối với Hồ Chí Minh thì cái việc mà làm lợi cho dân, cho nước, đấy mới là cái mục đích của Hồ Chí Minh. Thế còn ai gọi cái việc đó là cộng sản hay không cộng sản thì cái chuyện đó Hồ Chí Minh cho rằng nó không quan trọng. Chỉ biết rằng cái bản thân mình làm một cái điều tốt cho đất nước mình, cho dân tộc mình. Thế còn ai gọi, ai nhìn thấy cái chuyện như thế, bảo ông Hồ Chí Minh mà ông đi đấu tranh cho cái giải phóng dân tộc thì ông ấy là cộng sản, thì vậy thì Hồ Chí Minh chấp nhận thôi. Chấp nhận nói tôi là cộng sản, tôi chỉ có làm cái công việc đó thôi, mà bây giờ mọi người cứ gọi tôi là cộng sản thì tôi là cộng sản. Đúng không? Thế rồi từ đó ghép cho cái người cộng sản nào là vô tổ quốc, rồi vô đạo đức, rồi vô này vô kia.
Thế thì cái đó là chúng ta thấy là những cái điều mà xuyên tạc, áp đặt, thì rõ ràng là cái đó như Trần Trúc Ngọc nói đó, đó là những cái người viết và nói theo hận thù. Cho nên là ở trong những cái quy kết đấy nó không có trí tuệ. Nó không cần đến kiến thức, nó không cần đến trình độ, mà nó cũng không cần đến cái sự đúng sai, tức là cái liêm sỉ đấy. Một cái người có liêm sỉ là người biết đúng, biết sai, biết vinh, biết nhục. Biết nói như thế, biết nói đại, nói bừa như thế là sai trái. Đúng không? Thì như vậy là cái người mà đi xuyên tạc Hồ Chí Minh, thì cái người đó chúng ta thấy hẳn nhiên là họ không đại diện cho những cái điều tích cực. Thế còn những cái người mà cố gắng nghiên cứu, ngày nay chúng ta học, chúng ta đi tìm hiểu, nghiên cứu về Hồ Chí Minh là cố gắng làm cho nó rõ được những cái điều tốt đẹp mà Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước, đã làm cho dân tộc Việt Nam. Và đi tìm đến những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ để cắt nghĩa cho những cái việc làm của ông là chính đáng, là tốt đẹp. Đó. Thế thì đây đương nhiên nó là cái việc khó, bởi vì nó sẽ phải tìm ra sự thật. Đúng không? Nó không cho phép là dựng đứng, xuyên tạc, đặt điều, mà nó chỉ cho phép chúng ta phải làm một cách nghiêm túc. Cho nên là những cái bài viết, những cái bài nói, những cái gì mà chúng ta làm của cái giới chính thống, của những cái người nghiên cứu về Hồ Chí Minh, chúng ta đảm bảo cái tính chân thực, cái tính khách quan, cái tính đúng đắn của nó. Thế còn những người chống cộng thì thôi, chúng ta thấy họ viết để lấy 500, lấy 1.000, hoặc họ lấy đô la, vài chục đô la, vài trăm đô la thì đó họ viết. Họ viết làm sao để cho ai đọc vào cũng cảm thấy Hồ Chí Minh là xấu xa, là bị ổi. Thì thôi, cái chuyện đấy họ viết vì cái mục đích của họ. Thế còn ở đây ta viết để làm cho cái chân dung của Hồ Chí Minh nó rõ ràng, cái sự nghiệp của Hồ Chí Minh được giải thích một cách đầy đủ. Thì chúng ta làm ở đây là phải vì không phải là đặt ra là vì tiền, mà nó cần phải có một cái sự lương thiện. Sự lương thiện đó, rất cần một cái sự lương thiện. Gần đây sẽ có những cái kẻ nó bất lương, nó nói xấu, nó xuyên tạc đó. Và như vậy thì nó đã đụng chạm tới cái Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Đúng không? Đó. Và như vậy thì nó theo những cái kẻ chống đối để nó nói theo và hùa với lại những cái kẻ chống đối đó để nói xấu Hồ Chí Minh, để gieo vào trong những cái nhân dân, gieo vào trong những lớp trẻ những cái sự nghi ngờ về Hồ Chí Minh. Và nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta thấy là nó sẽ không hề chứng minh được. Thí dụ như nó nói Hồ Chí Minh có vợ, thì chúng ta thấy quanh đi quẩn lại nó cũng có, nhưng có bấy nhiêu thôi. Nói Hồ Chí Minh có một cái người vợ tên là Tăng Tuyết Minh, là người Trung Quốc. Thế thì trong cuộc đời của Hồ Chí Minh, đương nhiên Hồ Chí Minh sẽ có những cái người phụ nữ ở bên cạnh. Thì cũng giống như chúng ta thôi. Bất cứ một cái người con trai, người đàn ông nào, thì trong cuộc đời của mình cũng sẽ có những cái người phụ nữ ở bên cạnh. Nó rất là bình thường. Thế thì Hồ Chí Minh cũng vậy thôi. Thế nhưng mà để trở thành vợ của Hồ Chí Minh, nó không phải là dễ. Bởi vì đã có những cái lúc mà Hồ Chí Minh trả lời một cách nghiêm túc khi mà những cái người xung quanh muốn kiếm cho Hồ Chí Minh một người vợ, thì Hồ Chí Minh cũng trả lời cái tiêu chuẩn của Hồ Chí Minh. Một là cái người đó phải đẹp. Hai là cái người đó phải giúp được Hồ Chí Minh trong công việc. Đó, có nghĩa là phải cùng đồng hành với Hồ Chí Minh trong những cái chí hướng mà giành cái độc lập dân tộc, cũng giống như là xây dựng một cái nước Việt Nam tươi đẹp. Đó, thì cái người
vợ của Hồ Chí Minh phải giúp được Hồ Chí Minh ở trong những cái chuyện đó. Thế thì sau đó người ta cũng cố gắng người ta đi tìm, nhưng sau đó người ta cảm thấy bất lực ở cái chỗ là kiếm một người đẹp thì không khó, bởi vì phụ nữ Việt Nam của chúng ta thì không thiếu gì những người đẹp. Cho nên kiếm một người phụ nữ đẹp để mà làm vợ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy kiếm được. Nhưng kiếm một người có một cái tầm nhất định để giúp được Hồ Chí Minh trong công những cái việc đại sự của cách mạng thì không ai dám làm hết trơn. Không có, không dám nhận. Thì sau đó thì thôi, ngày tháng nó qua đi. Rồi Hồ Chí Minh cũng cứ một ngày một già, một ngày một lớn tuổi. Rồi cái sự nghiệp cách mạng thì nó đòi hỏi Hồ Chí Minh, nó cuốn hút Hồ Chí Minh vào những cái công việc của cách mạng. Rồi sau đó thì thôi, rồi Hồ Chí Minh qua đời. Đó, chứ Hồ Chí Minh là một cái người thông minh, Hồ Chí Minh là một cái người rất giàu tình cảm. Và cũng có thể nói rằng Hồ Chí Minh có một cái vóc dáng rất là đẹp. Đó, không, người không to cao, nhưng mà đấy là một cái mẫu của một cái con người hiền lành, đẹp trai, sáng sủa. Thế nhưng mà rõ ràng là do một cái hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh hoạt động của Hồ Chí Minh, cho nên là cứ ngày tháng qua đi, ngày tháng qua đi, rồi quay lại thì Hồ Chí Minh đã già. Đúng không? Ra đi là 21 tuổi, 30 năm sau trở về là 51 tuổi. Và khi Hồ Chí Minh mới có 51 tuổi thôi và trở thành chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và lúc đó thì cái công việc của một cái vị đứng đầu một cái đất nước, một cái chính phủ, cho nên rõ ràng là không cho phép, không có đủ thời gian để cho Hồ Chí Minh nghĩ đến chuyện riêng tư của mình. Chúng ta hiểu là cái công việc nó bù đầu bù cổ rồi, không có thời gian đâu để mà ngồi suy nghĩ là có vợ hay không có vợ nữa. Đó, thế và như thế thì một cái, đó là một cái lý do. Cái lý do thứ hai là cũng rất là tế nhị. Khi mà Hồ Chí Minh lên làm chủ tịch nước thì nhân dân Việt Nam đã có những cái cách gọi rất là kính trọng đối với Hồ Chí Minh, đó là cụ Hồ. Đó. Bác Hồ, vị cha già của dân tộc. Thì những cái từ như thế đó, những cái từ Bác Hồ, cụ Hồ, vị cha già của dân tộc, những cái từ đó như là một cái dấu chấm hết cho cái vị cha già hay là cho cái cụ Hồ Chí Minh được quyền nghĩ đến cái chuyện đi tìm vợ cho mình. Đúng không? Bởi vì không có vị cha già nào mà bây giờ lại đi tìm vợ, mà chả có đứa con nào. Nhân dân Việt Nam tự nhận mình là con của Hồ Chí Minh rồi, chả có đứa con, đứa cháu nào mà dám đi gọi là lấy ông Hồ Chí Minh, nhận lời lấy ông Hồ Chí Minh hết. Đó. Thế thì như thế là cách mà nhân dân gọi, đồng bào gọi để thể hiện cái tình cảm kính trọng thương yêu Hồ Chí Minh, thì cũng là cái cách mà đóng lại những cái hạnh phúc riêng tư của Hồ Chí Minh. Thế còn tất nhiên là cái chuyện đó thì nó chỉ là một phần thôi, còn cái chính là công việc của đất nước. Đó, thế thì chúng ta cứ tìm hiểu đi, từ khi Hồ Chí Minh lên giành được cái chính quyền, lên làm chủ tịch nước. Và như vậy thì Hồ Chí Minh phải bước tay vào cái việc mà củng cố xây dựng chính quyền cách mạng. Rồi sau đó là hai cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gian khổ của cả một cái dân tộc
đúng không? Cho nên là chúng ta thấy, và cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, các em thấy chưa xong, nó đang vào những cái thời điểm khó khăn nhất, thì Hồ Chí Minh qua đời. Thì là các em thấy rõ ràng, đấy là những cái gì chúng ta có thể thấy được rằng là cái người lương thiện, trí thức, không thể nào không nhìn thấy, không thể nào thấy mà làm ngơ. Không thể nào mà bây giờ lại quên đi để nói rằng ông Hồ Chí Minh, đúng không? Ông ấy giấu giếm cái người vợ của ông ấy ở đâu đó. Thì chúng ta sẽ thấy là việc nghiên cứu để mà tìm cho ra một cái gì đó của Hồ Chí Minh là một cái vấn đề nó cũng không 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 dễ dàng. Và như thế thì khi mà chúng ta nghiên cứu vào vấn đề này, chúng ta sẽ phải hiểu từ đó cho đến chúng ta trân trọng những cái gì người ta đã tìm ra, người ta đã biết ra để cho chúng ta đọc, chúng ta học tập. Thì đó là cái gọi là cái khi mà nghiên cứu cái Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy có vấn đề như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa của cái việc học tập cái môn học đối với sinh viên. Thế thì sinh viên của chúng ta học cái môn này thì cái việc đầu tiên là giúp cho các em có thêm cái năng lực lý luận. Nói về một cái cách mạng Việt Nam, nói về một cái sự nghiệp, một cái lãnh tụ của cái cách mạng Việt Nam. Chúng ta có cái cơ sở khách quan khoa học để cho chúng ta bàn luận, chúng ta tranh luận. Đó. Chúng ta muốn bảo vệ được Hồ Chí Minh, bảo vệ được sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải có cái hiểu biết về cái cách mạng Việt Nam, hiểu biết về những cái lãnh tụ của cách mạng Việt Nam. Nếu như chúng ta muốn làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc, thì chúng ta bắt buộc phải có một cái sự hiểu biết đã. Rồi sau khi mà chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta biết Hồ Chí Minh là như thế, thì chúng ta mới có thể bảo vệ được cho Hồ Chí Minh, có thể đi làm cho những cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó lan tỏa được đến những cái người xung quanh mình. Và cũng vì thế, cũng với như vậy, với một cái trình độ năng lực, phải có cái năng lực thì chúng ta mới có thể bảo vệ được Hồ Chí Minh khi những cái kẻ nào đó mà nó cố tình xuyên tạc, nói xấu cái Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, nói xấu cái sự nghiệp này. Đúng không? Chứ bây giờ nếu mà chúng ta không học cái Hồ Chí Minh, chúng ta không hiểu Hồ Chí Minh đã làm cái gì và tại sao ông phải lại làm như thế, thì chúng ta không thể bảo vệ được. Nha. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những cái kẻ nó nói rằng Hồ Chí Minh là người hiếu chiến. Nó thể hiện trong những cái câu nói của Hồ Chí Minh là thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đó. Thế thì như vậy một cái câu nói như thế, rồi nó nói rằng ông Hồ Chí Minh là hiếu chiến. Chưa thấy một cái ông nào trên thế gian này mà tuyên bố là sẵn sàng hy sinh tất cả một cái dân tộc. Đó, chỉ có ông Hồ Chí Minh mới làm cái điều đó thôi. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Đứng trước những cái con người họ nói như thế chứng tỏ là Hồ Chí Minh không có biết thương, không có quý trọng cái tính mạng. Hồ Chí Minh chỉ cần cái gọi là cái hai cái tiếng là độc lập thôi. Đó. Thế thì chúng ta phải có học để cho chúng ta biết là tại sao Hồ Chí Minh lại có những cái câu nói như thế và trên thực tế thì thực hiện cái điều này như thế nào. Đúng không? Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người chuẩn bị bước vào một cái thời kỳ kháng chiến quyết liệt. Chấp nhận mọi khó khăn, mọi hy sinh
để mà bảo vệ cái nền độc lập. Khi kẻ thù nó càng ngày nó càng gia tăng áp lực, nó ngày càng đe dọa, và thậm chí nó gửi cái tối hậu thư yêu cầu chính quyền của Hồ Chí Minh, nha, của Việt Nam phải giải tán ngay, chứ không thì nó sẽ tấn công. Đúng không? Và như vậy thì ngay trên đất nước của mình, ngay trong thủ đô của mình, mà kẻ thù nó buộc chúng ta phải từ bỏ cái chính quyền đó, phải giải thể cái chính quyền đó. Cái chính quyền mà chúng ta mới bằng cái công sức, bằng cái xương máu chúng ta mới giành được vào trong cái tháng 8 năm 1945. Thì bây giờ nha, đến cái ngày 23 tháng 9 mà chúng ta ở trong Nam Bộ có cái bài hát mùa thu rồi ngày 23 đó. Ngày 2 tháng 9 tuyên bố độc lập thì ngày 23 tháng 9 nó đã buộc chúng ta phải đối phó với cái chuyện gây hấn của nó rồi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Sài Gòn lúc bây giờ, chúng ta thấy nó tấn công vào cái Ủy ban Nhân dân thành phố của chúng ta. Đúng không? Nó bắt chúng ta phải giải thể. Còn ở ngoài Hà Nội thì chúng ta thấy sau đó, nha, sau đó một thời gian, thì như vậy thực dân Pháp nó gửi cái tối hậu thư, nó yêu cầu chính quyền của Hồ Chí Minh phải giải thể. Thế thì đứng trước một cái nguy cơ là chúng ta mất cái chính quyền. Mà như thế thì Hồ Chí Minh mới trả lời là, nha, mới ra cái lời kêu gọi là bây giờ chúng ta muốn hòa bình, cho nên chúng ta đã phải nhân nhượng rồi, nhưng mà chúng ta càng nhân nhượng thì nó lại càng lấn tới. Vì thế cho nên chúng ta nhất định không có chịu làm nô lệ, đúng không? Thà hy sinh, chứ chúng ta không chấp nhận là phải đi làm nô lệ. Cho nên là Hồ Chí Minh kêu gọi ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng không có gươm thì dùng quốc thuẫn gậy gập. Chúng ta phải hiểu trong cái hoàn cảnh đó phải thể hiện một cái tinh thần quyết chiến đấu, quyết hy sinh, dám chịu mọi cái hy sinh mất mát để giữ cho bằng được cái nền độc lập, để đánh vào cái ý chí xâm lược của kẻ thù. Kẻ thù nó quyết tâm, nó xâm lược, đúng không? Đất nước của chúng ta một lần nữa, thì chúng ta cũng thể hiện rằng thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất cái đất nước một lần nữa. Đó. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta phân tích là bình thường thôi. Cái chuyện đấy nó là như thế. Và chúng ta rất là tự hào khi mà có những cái lãnh tụ nha, mà làm được những cái công việc như thế, lan tỏa một cái tinh thần, một cái ý chí, quyết tâm giữ bằng được cái nền độc lập đến cho cái nhân dân của mình. Và trên cái tinh thần đó chúng ta sẽ dấy lên một cái phong trào mà bảo vệ cái nền độc lập của dân tộc. Và chúng ta mới có cái lực lượng, chúng ta mới có sức mạnh để chúng ta kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó. Chứ còn nếu như mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lúc đó mà vì cái áp lực của đế quốc mà lại tuyên bố đầu hàng, mà lại run sợ trước những cái sự mà đe dọa của kẻ thù, vậy thì chúng ta làm gì có một cái đất nước Việt Nam anh hùng? Chúng ta làm gì có một cái, chúng ta làm gì có một cái trận mà Điện Biên Phủ nha, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, làm gì có? Đúng không? Nếu mà chúng ta sợ, mà chúng ta chấp nhận những cái gì mà ngoại bang nó đặt lên dân tộc chúng ta, thì cái số phận của Hồ Chí Minh cũng khác gì số phận của Ngô Đình Diệm, khác gì số phận của Nguyễn Văn Thiệu đâu. Nhưng mà chúng ta may mắn cho dân tộc chúng ta là chúng ta có một Hồ Chí Minh để chúng ta tự hào. Chứ còn nếu mà chúng ta lại không có Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh lại giống như Nguyễn Văn Thiệu, hay là giống như vua Bảo Đại, hay là giống như Ngô Đình Diệm, thì chúng ta thấy giờ này cái thế hệ trẻ của chúng ta, những cái thế hệ sau này chúng ta mặt mũi nào mà mở mắt ra nhìn thiên hạ. Đó, cho nên là các em sẽ thấy là cái việc mà chúng ta học tập
để cho chúng ta có những cái hiểu biết, có thêm những cái kinh nhân sinh quan về cái cách mạng Việt Nam đó, và mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta đối với lại những cái vấn đề của lịch sử. Đấy là cái giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được sự nghiệp cách mạng mà cha ông mình đã tạo ra, và đồng thời chúng ta tiếp tục phát huy, bước tiếp những cái con đường mà cha ông của chúng ta đã đi, và chúng ta sẽ làm được những cái điều cao hơn, tích cực hơn, tốt đẹp hơn, vẻ vang hơn những cái thế hệ mà cha ông đã làm, đúng không? Chúng ta học Hồ Chí Minh để cho chúng ta biết là dân tộc của chúng ta đã làm được những cái điều tốt đẹp dưới cái sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Ngày nay tuổi trẻ chúng ta và mọi người chúng ta còn sống thì chúng ta phải làm cái gì đó, tiếp tục cái con đường đó và sẽ đem lại những cái kết quả mà tốt hơn, đưa cái đất nước Việt Nam của chúng ta lên một cái trình độ cao hơn. Đó. Chứ không phải là Hồ Chí Minh làm như thế là tuyệt vời rồi, đã tốt nhất rồi, giờ ngày nay chúng ta cố gắng học để mà làm cho được giống Hồ Chí Minh, không phải, phải hơn. Cũng giống như Hồ Chí Minh phải làm một cái gì đó hơn hẳn cái thời kỳ của Phan Bội Châu, hơn hẳn Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Chứ nếu mà cố gắng phấn đấu để làm bằng cái thế hệ đó thì đâu có gì đâu mà nói, đúng không? Thế thì như thế là các em thấy là chúng ta sẽ học cái môn tư tưởng Hồ Chí Minh này, nó giúp cho các em có một cái tầm nhìn mới, một cái thế giới quan mới, một cái nhân sinh mới, bổ sung cho cái thế giới quan và cái nhân sinh quan của cái triết học Marx Lenin. Và cái đó là cái trình độ giúp cho chúng ta làm việc, giúp cho chúng ta có những cái tầm nhìn đúng đắn để cho chúng ta hiểu cái lịch sử và chúng ta đi vào, bước vào cái cuộc sống và làm cho cái tương lai của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Cái thứ hai là sinh viên của chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh để làm gì? Để củng cố cái niềm yêu nước, cái tình cảm yêu nước của chúng ta. Trên cái cơ sở là chúng ta có một cái sự hiểu biết gọi là cái niềm tin khoa học. Khoa học để biết đúng và tạo ra niềm tin từ cái học nó mới bền vững. Đó. Và như vậy thì học tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu Hồ Chí Minh, hiểu sự nghiệp của cha ông, của dân tộc đã đi, thì chúng ta sẽ thấy là giúp cho chúng ta có một cái niềm tin mạnh mẽ để cho chúng ta tiếp tục củng cố, phát triển cái lòng, cái tình cảm yêu nước của mình. Và nó cho chúng ta những cái hoài bão, khát khao muốn làm được một cái gì đó đối với lại cái dân tộc Việt Nam. Nếu như các em tự hào về Hồ Chí Minh rồi, tự hào về cái con đường mà Hồ Chí Minh đã đem đến cho dân tộc chúng ta rồi, thì cái đó ngày nay, đúng không, nó cũng có thể là nó bị tác động, nó cho nên nó không chắc chắn. Khi đến với trường học, các em yêu đất nước, các em tin vào sự nghiệp cách mạng, khi bước ra ngoài đời, các em bị tác động bởi những cái ý kiến ở ngoài đời, nó làm cho chúng ta chần chừ, nó làm cho chúng ta ngại ngùng, chúng ta không dám, chúng ta không khẳng định được. Thế thì bây giờ cái việc học để cho chúng ta cái niềm tin chắc chắn đó. Và cái niềm tin chắc chắn đó thì nó tác động lên cái tình cảm yêu nước. Vốn chúng ta là người Việt Nam, vốn chúng ta là thế hệ trẻ, thì trong lòng của chúng ta theo cái cách của Hồ Chí Minh là có một cái khát khao cống hiến đó. Và như vậy thì chúng ta thể hiện cái lòng yêu cái đất nước của mình trên cái những cái việc làm. Và bây giờ trong cái ghế nhà trường chúng ta đang học, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái gọi là cái
cái điều mong muốn tốt đẹp, muốn rằng mình sẽ làm được cái gì đó cho đất nước, cho cái dân tộc của mình. Tôi tin rằng ai cũng có cái thời kỳ mà tôi còn trẻ, tôi ngồi trong ghế nhà trường, tôi cũng có những cái khát khao như vậy. Tôi cũng muốn rằng lớn lên mình phải làm một công dân tốt, lớn lên mình sẽ phải làm một cái gì đó có lợi, hay là đem lại những cái điều cái ích lợi cho đất nước của mình. Đó. Thế thì bây giờ các em học cái môn tư tưởng Hồ Chí Minh này thì nó sẽ củng cố cái niềm tin cho các em vào cái sự nghiệp cách mạng, vào cái tương lai của dân tộc, và nó làm cho chúng ta cái lòng yêu nước của chúng ta nó được thăng hoa, nó biến thành những cái việc làm, nó biến thành những cái niềm khát khao, tức là cái hoài bão, để nó thúc đẩy chúng ta ngay trong lúc còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Chúng ta đã chuẩn bị những cái kế hoạch để cho cái tương lai, cho cái sự đóng góp của chúng ta vào đất nước. Đó, thế thì như vậy là cái tác dụng thứ hai là để nó biến những cái hiểu biết của các em thành những cái niềm tin, thành những cái tình cảm, thành những cái ý chí cách mạng qua cái môn học này. Cái thứ ba, học cái tư tưởng Hồ Chí Minh, nó còn sửa cho chúng ta, nó còn tạo cho chúng ta những cái cách công tác, cách làm việc. Một cái người cách mạng, một cái người làm việc cho cái chế độ mới, chúng ta gọi là cho một cái nhà nước mới, để chúng ta phân biệt với cách làm việc ngày xưa của những cái chế độ xưa kia đã có, thì các em biết rằng thời nào cũng thế, người ta đi làm thì người ta mong được rằng là kiếm miếng cơm manh áo. Thế thì ngày nay trong một cái hoàn cảnh, một cái đất nước có độc lập, nhân dân được sống trong một cái chế độ mới, trong một cái xã hội mới, họ được là những cái người làm chủ, họ trở thành những người làm chủ xã hội. Thế thì nói ở trong phạm vi chúng ta của ngành chúng ta, thì bây giờ cái sự nghiệp y tế là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân, chứ không phải sự nghiệp y tế là sự nghiệp của bản thân những người làm công tác y tế. Nói tóm lại là sự nghiệp y tế không phải của bác sĩ, không phải của điều dưỡng, không phải của nha sĩ, dược sĩ gì cả, mà đây là sự nghiệp của nhân dân. Và như vậy thì cái con người, cái cán bộ y tế hay là cái hệ thống bệnh viện, các phương tiện, các trang thiết bị và tất cả những cái gì mà ngành y tế có là để gì? Để phục vụ cho cái việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Từ trước giờ chúng ta không thoát ra được cái chỗ này. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng là chúng ta vào y tế, chúng ta học để trở thành những cái người mà bác sĩ hay là người dược sĩ hay người nha sĩ, tức là với cái mục đích là để sau này chúng ta có cái cuộc sống tốt hơn, có cái thu nhập tốt hơn, và nhiều người còn mơ ước rằng mình sẽ làm giàu từ những cái nghề nghiệp của mình, chứ không ai nghĩ rằng mình sẽ phục vụ đất nước nhiều hơn. Không mấy ai nghĩ rằng mình sẽ được cống hiến, mình giúp cho cái người dân được nhẹ nhàng hơn, được an toàn hơn trong cái vấn đề sức khỏe. Chúng ta luôn luôn nghĩ cho mình không à? Từ lúc còn ngồi trong ghế học tập, từ khi mà chúng ta lựa chọn cái con đường, cái trường mà chúng ta vào học đó, thì các em thấy là chúng ta đều xuất phát từ quyền lợi của chúng ta hết. Thế thì bây giờ chúng ta học theo cái phương pháp của Hồ Chí Minh, thì đó là một cái phương pháp rằng là vì dân, vì nước mà chúng ta phải học, mà chúng ta phải làm,
mà chúng ta phải lăn xả vào những cái công việc khó khăn. Đó. Chứ không phải là chúng ta lăn xả vào để vì đồng tiền của chúng ta về thu nhập, cho nên càng chỗ nào nguy hiểm mà có thu nhập cao thì chúng ta càng lăn vào. Không phải như thế, đúng không? Có những cái chỗ chúng ta nhắm vào cái bệnh viện này, nghe nói là thu nhập tốt, chúng ta tìm mọi cách chúng ta lăn xả để vào được cái bệnh viện đó. Thế còn những cái nơi, những cái vùng sâu, vùng xa rất cần những cái sự chăm sóc y tế của chúng ta thì chúng ta lại không muốn vào, vì đó là những cái nơi xa xôi, đó là những cái nơi mà còn khó khăn. Đó, thế thì rõ ràng chúng ta không vì cái gì của nhân dân cả. Trái hẳn với lại cái phương pháp và cái phong cách của Hồ Chí Minh. Nên Hồ Chí Minh là cái người mà hướng được cái hoạt động của mình luôn luôn gần với dân nha, và luôn luôn phấn đấu làm tất cả những cái gì mà vì cái nhân dân. Đó là phong cách, không vì lợi ích của mình, không mảy may suy nghĩ đến cái việc riêng. Đó, cái lợi ích riêng thì hắn là một cái con người thì ai cũng biết ăn ngon, ai cũng biết mặc đẹp, nhưng mà tại sao ở Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng hình có nhiều nhiều người nói hình như ông này ông không có biết ăn ngon mặc đẹp, chúng ta thấy không? Không có cái chuyện đó. Bởi vì người ta là con người. Và thứ hai nữa là Hồ Chí Minh đã trải qua nha, cái cuộc sống ở phương Tây, chúng ta biết rồi. Dầu sao nó cũng tốt hơn cái cuộc sống ở đất nước chúng ta. Thế nhưng mà khi trở về với lại nhân dân thì Hồ Chí Minh tự hòa mình vào với nhân dân. Đó, khi mà càng giữ những cái chức vụ cao thì càng phải khiêm tốn, càng phải giản dị, càng phải gần gũi nhân dân. Hồ Chí Minh là chủ tịch nước, và Hồ Chí Minh là cái người mà có thể nói là cái hiểu biết rất cao, rất rộng, rất sâu. Thế nhưng Hồ Chí Minh không bao giờ lại tự cho mình tự đặt cái hiểu biết của mình lên trên tất cả. Các em thấy Hồ Chí Minh viết cái bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh lại đưa cho một cái người lái xe của Hồ Chí Minh, nói rằng chú đọc đi, rồi chú đọc chú có hiểu không? Thế thì cái mục đích của Hồ Chí Minh là sao? Cái cách này là chúng ta thấy cái phong cách làm việc đây này, để xem là một cái lời nói của mình nha, nó có đi được vào với lại cái lòng của cái người dân hay không? Cái người dân họ có tiếp nhận được những cái điều mình nói hay không? Cho nên nếu như Hồ Chí Minh viết cái bản tuyên ngôn độc lập, đương nhiên không phải viết để Hồ Chí Minh đọc. Nếu mà viết để cho Hồ Chí Minh đọc thì đương nhiên Hồ Chí Minh viết ra thì Hồ Chí Minh phải hiểu rồi. Thế nhưng mà bây giờ Hồ Chí Minh đưa cho một cái người lái xe đọc để làm gì? Để rằng là ngày mai đây, khi mà cái bản tuyên ngôn độc lập này được đọc trước đồng bào toàn thể nhân dân, thì cái người thấp nhất là những cái người lao động chân tay có hiểu được những cái gì Hồ Chí Minh nói hay không? À, thế thì đấy là cái cách để mà Hồ Chí Minh nha, thể hiện rằng mình làm việc phải dựa vào dân, từ những cái chuyện rất là nhỏ. Nếu như nhân dân bảo được, à, bác viết như thế được, cháu đọc cháu hiểu, vậy thế thì nhân dân bảo được thì nghĩa là được. Chứ còn Hồ Chí Minh viết, đương nhiên Hồ Chí Minh bảo viết như thế là cố gắng lắm rồi, được rồi, hay lắm rồi. Nhưng mà bây giờ cái được này phải là nhân dân chấp nhận cơ, chứ không phải là cái được này do mình chấp nhận. Thế thì ngày nay các em thấy phong cách của cái làm việc của cán bộ chúng ta là thường là chúng ta báo làm việc, chúng ta trình với cấp trên bảo là thế là được thì là được. Nghĩa là cấp trên đồng ý thì là được, chứ chúng ta không bao giờ là hỏi dân là tôi làm cái việc đó thì có được không. Đó. Cho nên là chúng ta làm việc mà xa dân, đúng không? Không vì dân. Đó. Cho nên là rõ ràng là cái việc, cái phong cách đó nó không có hiệu quả. Chúng ta làm việc thì khó khăn, cực khổ, nhưng mà khi mà triển khai đem đến dân thì dân không hiểu, hoặc là dân không thấy
mình có cái gì ở đó cả. Cho nên nhân dân không hưởng ứng. Thế thì như vậy là học tập cái môn tư tưởng Hồ Chí Minh qua những cái cách làm việc của Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ học được ở Hồ Chí Minh cách làm việc sao cho nó có hiệu quả. Đó là những cái gọi là phong cách, rồi cái cách sống thể hiện với lại đồng bào, đồng chí, với công việc làm sao cho nó đem lại một cái thay, có một cái phương pháp tốt nhất, phong cách tốt nhất cho cái việc học tập công tác của sinh viên sau này. Đó thì ba cái lý do. Thế thì các em thấy là bất cứ là người Việt Nam, bất cứ là ai, từ là một cái người giảng viên như tôi cho đến một cái người sinh viên như các em, chúng ta đều phải học Hồ Chí Minh. Học Hồ Chí Minh đúng không? Là học một cái cách làm việc, học một cái tư tưởng, học một cái đạo đức. Đó, mà ngày nay chúng ta gọi chung đó là học cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó, và cái việc học đó làm cho chúng ta tốt lên về mặt nhận thức. Đúng không? Về mặt nhận thức. Cho chúng ta cái năng lực tư duy, năng lực lý luận để giúp cho chúng ta có thể xem xét, giải quyết những cái vấn đề do cái thực tiễn cách mạng nó đặt ra. Rồi học Hồ Chí Minh để cho chúng ta có thêm củng cố cái tình cảm của chúng ta đối với lại quê hương, đối với lại đất nước, với lại đồng bào của mình. Và từ đó mình muốn làm một cái gì đó dù nhỏ. Mỗi người làm một cái gì đó thì do cái công việc, do cái yêu cầu của xã hội nó phân công. Chứ chúng ta hoàn toàn không thể tự chọn cho mình được. Đúng không? Không thể chọn trước cho mình được. Và chúng ta làm cái gì đó là do cái sự phân công của xã hội. Đó, vì thế cho nên là chúng ta khi mà chúng ta học cái tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng ta củng cố cái niềm tin của chúng ta, củng cố cái tình cảm của chúng ta, củng cố cái ý chí cách mạng của chúng ta. Đó. Và để cho chúng ta nhận bất cứ một cái công việc gì, chúng ta đều làm, đều sẵn sàng, đều làm tốt cái công việc đó. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nó giúp cho chúng ta có một cái cách làm việc để mà phù hợp với lại cái xã hội mới, hay là phù hợp với lại cái đòi hỏi của một cái xã hội tốt đẹp đó. Thế thì các em biết là cái xã hội mà chúng ta mong muốn đó là chúng ta xây dựng một cái xã hội chủ nghĩa. Thế và cái xã hội chủ nghĩa này nó được thể hiện là trong cái lĩnh vực y tế, đó là làm sao để cho cái người dân họ được hưởng những cái thành quả của cách mạng Việt Nam. Và như vậy thì để cái thành quả cách mạng đến được với cái người dân thì chúng ta phải có một cái đội ngũ cán bộ y tế tốt, gọi là cái gọi là cái y tế xã hội chủ nghĩa. Thì trong đó nó phải có những cái người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa. Chứ còn cái máy móc, cái nhà cửa thì tư bản thì nó cũng vậy thôi các em. Máy móc bây giờ chúng ta cũng nhập của các nước tư bản. Nhà cửa chúng ta cũng xây theo những cái cách mà các kiến trúc sư của những cái xã hội tư bản nó làm thôi. Chúng ta có chăng là chúng ta khác là những cái con người làm việc ở trong đó thôi các em. Cộng với lại những cái chính sách, những cái quy định, những cái trật tự luật lệ của xã hội. Và như vậy thì nói rằng một cái bệnh viện tư bản và cái bệnh viện xã hội chủ nghĩa nó khác nhau ở cái chỗ nào? Là nó khác ở cái địa vị của cái người bệnh nằm ở trong đó đó. Đúng không? Nó khác về cái địa vị. Thay vì ở các nước tư bản thì là cái người đó đến đó để mà mua những cái dịch vụ, bỏ đồng tiền ra mua cái dịch vụ. Thế còn ở cái bệnh viện xã hội chủ nghĩa thì cái người dân đến đó được hưởng những cái quy định
những cái gọi là quyền lợi mà cái xã hội họ đã xây dựng lên. Thế thì cái xã hội chủ nghĩa là họ đã bỏ tâm, bỏ sức, bỏ thời gian, bỏ tiền để ủng hộ, để mà đóng góp, để mà xây dựng lên một cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ trong cái xã hội đó nó có những cái y tế xã hội chủ nghĩa, và họ được đến đấy, khi họ ốm đau họ đến đấy họ nhận được những cái quyền lợi của họ từ đó, chứ họ không phải đến đấy để mà xin được bố thí những cái sự chăm sóc. Thế và như thế thì chúng ta trở thành cái người thầy thuốc của chúng ta, trở thành những cái người mà cán bộ y tế đem những cái điều tốt đẹp của cái chế độ đến với cái người dân. Thế và như vậy thì người ta sẽ nhận thấy là cái phong cách của người thầy thuốc, cái tình cảm của người thầy thuốc đối với lại cái người dân. Và như thế thì chúng ta biến là cái y tế của chúng ta trở thành một cái nơi để cho người dân đến đó nhận ra rằng là những cái gì mình đóng góp, những cái gì mình đấu tranh, những cái gì mình tham gia để mà giành lại độc lập, giành lại cái đất nước từ trong tay đế quốc thực dân. Rồi bây giờ mình có được một cái hệ thống y tế của mình, vì mình, và mình thấy rằng mình là chủ ở trong đó, chứ không phải đến đó với một cái sự lấm lét tủi nhục, đến đấy với tính cách là mong muốn được cái sự ban ơn vân vân, mà họ làm đấy, họ đến đấy với tính cách là người chủ, được đến cũng giống như các em thấy cái cỡ mà người dân đến một cái bệnh viện, đúng không? Làm sao để mà cũng giống như là cái người giám đốc bệnh viện đến một cái khoa nào đó. Các em thấy thí dụ như bây giờ các em về một cái khoa, làm việc trong một cái khoa, mà khi giám đốc bệnh viện đến thì chúng ta thế nào? Thì làm sao cái người dân ấy, vì người dân là chủ mà, chứ còn giám đốc đâu có phải là chủ của bệnh viện đâu các em, đúng không? Giám đốc chỉ là cái người điều hành, một cái người mà có một cái quy định của luật pháp, là cái người đó được điều hành công việc, được thay mặt cho nhà nước để điều hành, quản lý và điều hành các hoạt động của cái bệnh viện đó thôi, chứ đâu có phải là chủ của bệnh viện đó. Thế thì người dân mới là người chủ của bệnh viện. Và làm sao bây giờ làm sao để cho cái người dân khi mà đến bệnh viện, đến khám chữa bệnh, được quan tâm, được săn sóc, được tiếp đón, được kính trọng y như là một ông giám đốc bệnh viện đi đến xuống thăm các khoa phòng, xuống kiểm tra các khoa phòng đó. Chừng nào mà chúng ta làm được như thế thì đúng là người dân người ta đã được hưởng những cái gì thành quả từ cái sự nghiệp cách mạng mà họ đóng góp. Thế còn bây giờ các em thấy hầu như là người dân vẫn nghĩ là thôi đến đấy là để nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự ban ơn, một cái sự gọi là được người ta cho mình vậy đó, chứ không phải là mình được quyền. Đó. Thế thì các em sẽ thấy là khi mà học cái môn tư tưởng Hồ Chí Minh thì rõ ràng là nó đặt ra cho chúng ta những cái yêu cầu và những cho chúng ta những cái gọi là có một cái ý nghĩa cho cái việc học tập cũng như là cho cái việc công tác của chúng ta sau này. Nó là như thế. Mà chúng ta thấy cũng cần, rất là cần, cái nào cũng cần thôi. Cái nào cũng cần đối với chúng ta cả, và không thiếu được cái nào cả. Người sinh viên y tế của chúng ta phải cố gắng bám theo những cái yêu cầu này, những cái ý nghĩa này để mà cố gắng học hành. Thì đó là cái chương mở đầu hay là cái chương 1. Thì họ nói những cái phần chung về cái môn học. Bây giờ chúng ta đi vào một cái bài tiếp theo. Thế thì trong cái bài tiếp theo này thì chúng ta cũng là bắt đầu đi vào những cái vấn đề nội dung của cái môn học rồi. Thế thì trước khi đi vào những cái
cái bài, những cái chuyên đề cụ thể của tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng phải giải quyết những cái vấn đề chung. Thì một trong những cái vấn đề chung đó, đó là cơ sở và quá trình hình thành phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó, chúng ta phải trả lời được cái này. Chúng ta phải làm rõ được cái này. Để xem là như vậy là cái tư tưởng Hồ Chí Minh nó được hình thành từ những yếu tố nào. Đúng không? Tại sao nó lại ra đời được? Đó. Tại sao nó lại có cái tư tưởng Hồ Chí Minh như là chúng ta đã thấy, nó lại gắn với những vấn đề độc lập dân tộc, nó lại gắn với những vấn đề là xã hội chủ nghĩa. Sao nó không gắn với những cái vấn đề khác? Ngày nay chúng ta vẫn có thể nói là tại sao mà Việt Nam của chúng ta lại là nước cộng sản, lại là nước xã hội chủ nghĩa? Thế thì có phải cái này là do Hồ Chí Minh lựa chọn sai mà ngày nay chúng ta không dám thay đổi? Cho nên mặc dù là cái chủ nghĩa xã hội ở chỗ này, ở chỗ kia, nó sụp đổ rồi, nhưng mà Việt Nam của chúng ta thần tượng Hồ Chí Minh quá. Cho nên là chúng ta không dám thay đổi. Và mặc dù là trong lòng của chúng ta biết, ai cũng biết sai rồi, nhưng mà chúng ta không dám nói ra cái sự thật đó. Đó, thế thì bây giờ chúng ta cũng tìm đi. Là như vậy, là một là cái con đường Hồ Chí Minh chọn đối với dân tộc, cái sự nghiệp cách mạng cho dân tộc chúng ta, thì Hồ Chí Minh, tại sao Hồ Chí Minh lại chọn cái con đường đó? Thế và như vậy thì những cái nhiệm vụ mà đặt ra, tại sao Hồ Chí Minh lại gắn với lại cái chuyện là độc lập dân tộc, chứ không phải là một cái vấn đề khác, đúng không? Đối với Hồ Chí Minh thì cái sự nghiệp của Hồ Chí Minh thì người ta gọi là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó. Thế thì qua cái bài thứ hai này, nó giúp cho chúng ta trả lời một số những cái vấn đề chung của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cái cơ sở hình thành đến tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như là cái quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất là cái cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế thì cái cơ sở hình thành Hồ Chí Minh này thì người ta lại chia ra là có những cái cơ sở gọi là cơ sở thực tiễn, có những cái cơ sở thì gọi là cơ sở lý luận. Thầy ơi, thầy, cái slide thầy đang chiếu là vẫn là cái slide của bài chương 1 đó thầy. Vậy hả? À, thầy, sao kỳ vậy ta? Để xem lại nha. Rồi, được chưa em?